Đương kim Miss Universe trượt danh hiệu vẻ đẹp vượt thời gian, con gái Miss Tanawat liền tuyên bố Miss Grand là số 1. Đến hàng lại lên sau khi các cuộc thi nhan sắc lần lượt tìm ra tân hoa hậu cho mùa giải mới. Fan sắc đẹp lại háo hức chờ đón chủ nhân của hai danh hiệu vô cùng hấp dẫn, đó là vẻ đẹp vượt thời gian và hoa hậu của các hoa hậu do hai chuyên trang sắc đẹp bình chọn. Theo đó, sau khi tìm ra top 20, top 10, ban giám khảo đã công bố thứ hạng của hệ thống giải thưởng Timelapse Beauty. Tới thời điểm này, vị trí thứ 4 đã thuộc về Amanda Dudamel, Á hậu Miss Universe 2022. Vị trí thứ 3 thuộc về Albany Gabriel, đương kim hoa hậu Hoàng Vũ. Điều này đồng nghĩa với việc hai chị đại tại Miss Universe không phải là sự lựa chọn của các chuyên gia sắc đẹp cho danh hiệu Timelapse Beauty 2022. Đại diện Việt Nam là Kim Duyên, Á hậu 2 Miss Grand National 2022, dâng chân ở top 20. Cuộc chiến tìm ra người chiến thắng vẫn đang tiếp tục. Fan sắc đẹp đang háo hức chờ đợi cô gái nào sẽ được vinh danh. Ban giám khảo của cuộc đua này bao gồm những cựu hoa hậu, các chuyên gia sắc đẹp nổi tiếng trên thế giới phải căng não để tìm ra cô gái xứng đáng với danh hiệu cao quý. Khác với những mùa giải trước bị ảnh hưởng bởi Covid-19, năm qua tất cả các cuộc thi nằm trong hệ thống Timelapse Beauty đều được tổ chức nên giải thưởng năm nay khá được lòng của fan sắc đẹp. Ở một diễn biến khác, giữa lúc đương kim Miss Universe nhận các chiếc ê chề, thì con gái Miss Tanawat lại tuyên bố Miss Grand là cuộc thi tốt nhất. Fan sắc đẹp tranh cãi nảy lửa. Cụ thể mới đây, Hoa hậu Hòa bình Colombia 2023 Maria Alexandra Lopez Perez đã có một phát ngôn gây chú ý với cộng đồng fan sắc đẹp toàn cầu. Cụ thể, người hâm mộ Thái Lan đã gửi cho Maria câu hỏi rằng tại sao bạn lại quyết định muốn thi đấu tại cuộc thi Miss Grand? Ngay lập tức, người đẹp đã đáp lời bởi vì Miss Grand International nếu bây giờ không phải là cuộc thi tuyệt nhất thì sớm muộn gì cũng sẽ thành thôi, và tôi cảm thấy phù hợp với triết lý hòa bình của cuộc thi, đó là bản chất tinh thần của con người tôi. Tôi thấy cuộc thi đã phát triển và ngưỡng mộ nó nên tôi muốn đóng góp cuộc thi phát triển hơn. Cuộc thi này xứng đáng là lớn mạnh nhất và nó sẽ như vậy. Tôi thích cuộc thi lắm và yêu mến tất cả những hoa hậu của Miss Grand International, và điều này thực sự thuyết phục hơn khi tôi được gặp Liz Garcia Miss Grand 2014, Isabella Manning Miss Grand 2022 và mẹ Teresa phó chủ tịch. Đó là gia đình thực sự. Sau câu trả lời này, nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện để chỉ trích phát ngôn của Maria Alexandra Lopez Perez. Xét về tuổi đời, Miss Grand International là đấu trường nhan sắc sinh sau đẻ muộn của quốc tế được sáng lập bởi người Thái. Sân chơi này chỉ mới tổ chức được 11 mùa giải tính từ thời điểm 2013 đến nay, thua xa Miss World và Miss Universe. Chưa kể, thông điệp của cuộc thi lại trái ngược với quy tắc làm việc và lý tưởng của chủ tịch. Ông Nawaz thường xuyên công kích Miss Universe Hoa hậu Hoàng Vũ chỉ vì những lùm xùm cạnh tranh năm xưa. Thậm chí trong đêm chung kết Miss Grand International 2022, vị chủ tịch này còn thẳng thừng hạ bệ logo của đối thủ trên trailer và được công chiếu toàn thế giới. Nhiều người đã gay gắt phản đối về sự uy tín của cuộc thi vì cho rằng người cầm trịch quá sân si. Thậm chí Hoa hậu Hoàng Vũ 2011 từng lên tiếng khẳng định cuộc thi Miss Grand International là một rạp xiếc trên trang cá nhân như sau: "Chúng tôi sẽ không bao giờ ủng hộ gánh xiếc này, nơi mà chủ tịch lại có quyền quyết định ai sẽ đứng kế ông ta trong ảnh chụp nhóm cũng như công khai ủng hộ đại diện nước mình. Chúng tôi không thể tin được ông ta có thể khẳng định ai sẽ thắng và ai sẽ vào top trước khi chung kết diễn ra. Năm ngoái khi các đại diện top 5 đang trả lời ứng xử thì ông ta luôn tỏ vẻ kỳ thị người LGBT, chỉ lo cười đùa với nhân viên mà chẳng quan tâm các cô gái nói gì. Hãy dừng theo dõi cuộc thi này, đừng khiến cho bản thân bạn xấu hổ như vậy." Bên cạnh đó, Miss Grand International chưa thực sự lớn mạnh ở khu vực Nam Mỹ và Bắc Mỹ như Miss Universe và Miss World. Chưa kể năm ngoái, nhiều thí sinh đến từ châu Phi đã thể hiện sự bất bình đối với ông Nawaz và bà Teresa. Tệ hơn nữa, giám đốc quốc gia Nam Phi còn tỏ vẻ hụt hẫng và không muốn gửi đại diện đến Miss Grand bởi ông Nawaz đã bị tố rằng có thái độ không để tâm đến các cô gái đến từ châu lục này chỉ vì kinh tế còn yếu, khó có thể phát triển tương lai của Miss Grand International nếu trao giải thưởng cao.